dấu một cái sự trưởng thành vượt bậc của kế toán cô Quỳnh. Và để có được cái sự trưởng thành lớn mạnh như ngày hôm nay thì qua đây tôi cũng xin gửi lời tri ân cảm ơn tới tất cả các đối tác đã đồng hành cùng tôi qua bao nhiêu năm qua. Và tôi xin cảm ơn tất cả anh em, bạn bè, người thân đã luôn động viên khích lệ để tôi vượt qua những cái khó khăn thăng trầm trong cuộc sống cũng như trong công việc. Và đặc biệt cảm ơn tới đội ngũ nhân viên, các em đã gắn bó đồng lòng cùng công ty từ những cái ngày đầu thành lập. Và để có được một cái sự lớn mạnh như ngày hôm nay là nhờ cái sự góp sức của các em. Tôi xin chân thành tri ân và cảm ơn tất cả các em học viên trên toàn quốc đã tin tưởng và là học viên của cô. Một lần nữa thì tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian để tới dự.